Xin chào quý ông bà, cô bác và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo của Anông TV. Các bác thân mến, hôm nay cháu Anông lại quay lại mua ít thức ăn cũng như ít nhu yếu phẩm để cho anh Xính Chơ, cô bác ạ. Thế thì trước đây cháu Anông có nhận được tiền của cô Bích Hồng ở Đức và một cô nữa không rõ cô tên là gì. Cô Bích Hồng thì gửi là 1 triệu, còn một cô là gửi là 500. Thì cô 500 thì cháu không biết là cô tên là gì và ở đâu. Thế thì sau khi cháu Nông đưa anh Xính Chơ đi viện ấy, thì các cô mới gửi sau. Thì vừa rồi cháu Nông cũng quên là cập nhật ở trên trên danh sách tổng. Nên thì hôm nay cháu đến đây thì cháu cũng sẽ cập nhật ở đây để cho các bác cùng nắm về cái số tiền của cô Bích Hồng ở Đức 1 triệu và một cô ở Việt Nam nữa là 500.000. Thì như cái thước phim trước đây cháu Anh Ông đến thì cháu Anh Ông có chi mua nhu yếu phẩm cho anh Xính Chơ với cái số tiền mà các cô ở Việt Nam gửi ấy, là còn dư là 1.200.000. Như thì vừa rồi có cháu Anh Ông có cộng tiền của cô Bích Hồng và một cô ở Việt Nam 1.500.000 vào nữa là hiện tại là còn 2.700.000 các bác ạ. Là cái quỹ của anh Chơ là còn 2.700.000. Thế thì hôm nay cháu Anh Ông đến, cháu Anh Ông có mua chiếc mua là 250.000 tiền thịt nữa và hiện tại là còn dư là 2.450.000 của anh Xính Chơ. Thì bởi vì là ở đây cũng rất là xa, với lại anh Xính Chơ đấy thì là cũng được bệnh viện trả về đấy, thì với cái số tiền là còn dư thì cháu Anh Ông cũng muốn là sẽ đến để trao cho anh Xính Chơ, để khi nào mà anh hết nhu yếu phẩm thì anh nhờ cháu của anh ấy anh tự đi mua cho anh Xính Chơ. Cũng đi qua đây thì cũng rất là xa, mà mấy nữa có trời mưa gió thì không thể nào mà về đây được. Cái đường rất là bé, tí cháu Anh Ông cũng sẽ quay cái đường để cho các bác cùng xem. Đường vào chỉ bé tí thôi, còn chưa đầy 60 phân đâu. Đó, thì đi vào đây cũng cái con đường cũng như vậy. Thì cháu Anh Ông sẽ xin phép các cô, các bác cũng như tất cả các chị ở Việt Nam sẽ trao lại cái số tiền còn dư để cho anh Xính Chơ. Thì hôm nay Anh Ông đi thì cháu Anh Ông cũng đã rút tiền đi theo rồi. Rút tiền đi theo là tí nữa sẽ trao cho là 2.500.000, Anh Ông sẽ cho 50 để cho anh ấy. Đây thịt đây. Thì hôm nay đi thì cũng một mình cháu Anh Ông thôi, cũng từ trước tới giờ, từ Tết đến giờ thì cháu Anh Ông đều đi một mình. Thì cũng cái kinh phí hoạt động thì cũng không có nên là không thuê được cameraman. Đây là hơn 2 cân thịt các bác, 2.500 cân. Thì với cái số tiền của cô Bích Hồng thì trước đây cháu Anh Ông cũng có cập nhật ở trên kênh một lần rồi. Cô Bích Hồng với lại cô không rõ tên là cập nhật ở trên kênh một lần là gần ngày Tết đấy. Lâu. Ui ô. Ui ngủ còn không dậy. Chắc là ốm nặng rồi. Đấy, chỉ nó là. Ừ. Sơ. Ủa rồi cứ dậy là khạc, sợ thật. Khạc toàn máu thôi. Sẽ đặt cái máy quay ở đây xong là mang thịt đi cho anh ấy. Ừ. Ngay à? Ừ. Khi sao? Khi ngay nè. Cũng không dám đi gần anh ấy đâu. Này khạc nhổ rất là bẩn luôn ở trên một cái nền nhà. Do lọ. Ô chia tỏ.
táo lọ được rồi. Và cháu nông sẽ trao số tiền để cho anh. Ừ, bây nông nó dùng chi dùng? Chi dùng là? Đi nhà đi. Cháu nông có hỏi là mấy hôm nay có khỏi hay không, thì anh ấy anh bảo vẫn như thế, không khỏi đâu. Vẫn bị khạc nhổ, vẫn mủ và nước bọt, như kiểu bị mủ và nước bọt có lấn, có kèm là có máu. Đây nhá, nhé hả? Còn 2.450.000 thì cháu anh ông sẽ cũng sẽ cho anh đấy là 2.500.000, đủ 2.500.000 nên nhớ họ cho nhớ họ chị lọ 500 này, tiếp là 500, 1.500.000 này, 2.000.000 này, 2.500.000 này. Đó. Đây nhá. 1.500.000 này, 1.000.000, 1.500.000, 2.000.000 này, 2.500.000 này. Ơ chỗ chị có số xe. Rồi số xe. Cho anh ấy anh đếm xem nào. Mà. Nào. Rồi đếm xem nào. Hôn đầu đấy. Hả? Đếm thế nào? Bao nhiêu tiền? Hôn đầu chỗ. Hả? Hôn đầu. Ôi chỗ chi? Rồi. Đây là 2.500.000 các bác ạ. Ôi lộ số xe. Ê, nhau họ. Ờ, lưng đẩy luôn. Ừ, do một này, 2, 3, 4, 5. Đấy, 5 tờ là 2.500.000. Thì cháu ông có nói là bởi vì là cân đường ở đây đi vào rất là xa nên là cũng sẽ trao cho anh ấy, anh sẽ tự khi nào mà hết gạo và hết thức ăn thì anh ấy sẽ nhờ các cháu đi mua hộ. Thật từ chỉ mua xua, chỉ mua xu thế, chỉ mua chỉ nó mà pu cho tu sinh một do á hả? Một khứ do gai này, do cho này, do dây này, do xu này, nó hả? Tao cho tao. Nhớ đây đây mà nhìn đi, u to chỉ tao rồi. Giờ. Có nhớ mà có một chỉ tàu mà có pu cho tu sinh mùa gió hả? Tại cho tao. Ừ. Gà chế đó. Hả? Mua. Chỉ mua. Gió dính hảo đấy. Chị hào dính là đâu? Nó chị hào này. Gà chế á. Đây cho tự trao cho anh ấy. Thật sự là anh ấy cũng rất là nghèo, nhưng mà với cái căn bệnh đấy thì chắc là không thể nào mà chữa được, thì bệnh viện thì mới trả về. Đấy, nếu mà còn có cơ hội chữa được thì tính sau, nhưng mà hiện tại bệnh viện trả về rồi thì cũng chịu thôi các bác ạ. Đấy, cái nhà này. Cái nhà này là nhà nước hỗ trợ làm từ, không biết là từ năm 2010 hay 2009 gì đấy.
Là cái thời điểm đấy là xã về dựng cho cái nhà như này. Là cũng trước đây dựng thì chắc là cũng không như này đâu, nhưng mà về sau cách đây là mười mấy năm rồi. Nên là cái nhà sẽ siêu cũng sẽ xuống cấp. Đây này, cột. Đó, còn nhà bị mọt hết rồi. Đó, cái cột này sắp gãy đến nơi rồi này. Đó. Nó chơi tổ mua từ à? Hả? Nó chơi xe tổ mua từ à? Thấy nhiều rồi. Thế nhiều. Ôi giời ơi. Ghê quá. Gà trong gai nó một chày mà. Ừ. Nghe chế từ. Bây giờ mặc quần jack này. Trước mặc mang cho bao nhiêu áo, nhưng mà muốn mặc quần jack này. Đít thủng hết này. Bởi vì là anh ấy, anh cũng bệnh tật nên là cũng không dám tiếp xúc với anh lâu và gần tâm sự với anh được. Đấy cũng rất là nguy cơ là bị lao phổi thì không không dám ở đây lâu với anh ấy đâu. Chỉ chia sẻ một lúc thôi. Đấy thế thì với cái số tiền là hiện tại là còn 2 triệu rưỡi thì nếu mà anh ấy anh mua gạo thì chắc là cũng sẽ ăn được vài tháng. Mua nguyên gạo. Su xua thì xua. Đâu? Đấy thì... Lông gà một tỏi y po. Ở chả lông gà một háo. Ở chả lông gà một háo. Su nè. Thảo giới o po lọt tà là. Số háo. Háo chỉ số là. Ờ, trước cái này là cái gạo này là trước Tết cháu ăn ông đến cháu mua cho là cũng trích cái tiền của các cô các bác gửi thì mua cho thì cũng đã hết cái chỗ đấy rồi. Đấy còn số tiền hiện tại là còn 2 triệu rưỡi đấy thì cũng anh ấy mua gạo thì cũng ăn tạm được vài tháng. Nếu mà mua mua nguyên gạo với 500 thì được 2 bao. Nếu mà thời điểm mà gạo rẻ 2 triệu rưỡi thì được 10 bao. 10 bao gạo thì ăn được vài tháng. Còn chưa tính đến mắm muối. Quay cái nhà để cho các bác xem. Đây. À, đây là cái nhà này, đây là cửa vào nhé. Còn cái nhà bên kia là nhà ông anh. Nhà ông anh thì có một thằng con trai rất là khỏe khoắn nhưng mà không hiểu sao luôn. Là cái nhà như này mà người rất là khỏe nhưng mà không biết làm gì. Thằng con trai sinh năm 98. Anh bác còn lấy về treo chỗ này này. Đây còn cái giường này là ông anh say rượu ngủ. Nhìn cái chăn là các bác biết rồi, nhìn chăn nó bẩn như này mà sợ thật. Nhưng cái đội này gọi là có thôi chứ còn về cái vệ sinh vệ siếc thì chịu luôn. Nhìn cái chăn này. Ừ, cái này như kiểu là vứt ở ngoài đường rồi, vứt ở ngoài trời rồi. Đây là ông anh của anh Chính Trơ ngủ ở đây. Đó, nhìn cái màn. Thật sự là cái đội này sống quá kém luôn. Đấy, đây cũng là một cánh cửa. Còn ở bếp bên kia cũng một cánh cửa. Còn ngay cái
Cái giường ngủ đây thì có một con gà đang ấp trứng. Đây giường ngủ đây. Đội này ngủ với gà thôi. Đấy, ở dưới gầm sạ gầm giường thì là toàn là cứt gà. Đội này chỉ ăn ở với gà như này thôi mà. Còn cái giường bên này cũng vậy, ở bên dưới là đều là phân gà. Nhìn ông này nhổ một đống ở kia nhìn quá là ghê luôn, cứ mỗi lần nhìn là như kiểu sắp buồn nôn rồi. Đây là cái nhà của ông anh này. Đấy, còn đây là nhà của anh Sính Trơ. Nâng nâng pù như thế là hả? Chị pù mỡ chả? Thì một lần nữa cháu ông xin thay mặt anh Sính Trơ xin gửi lời cảm ơn các cô, các bác cũng như tất cả các anh chị nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước cũng đã gửi cái tình cảm cũng như cái tấm lòng đến anh Sính Trơ. Thì xin cảm ơn các cô rất là nhiều. Chúc các cô, các anh chị có thật nhiều sức khỏe và luôn dõi theo kênh quan tâm các hoàn cảnh nghèo. Cháu ăn ông xin cảm ơn. Xóa cảnh á, xóa gì? Nhớ chi? To này. Hoa gì? Hoa này. Đây, vừa đi đường thì gặp anh này đi bắt ong rừng đây các bác. Cái này chưa có mật đâu đúng không? Có ít thôi. À. Bắt tầm đâu anh? Tầm rừng này. Hả? Thế này. Như thế này á? Thế là hai anh đều đi bắt à? Thế cái kia là bắt cả con ông già về à? Ông già thì thế này có một tổ là chưa bắt. Ở dưới này có một tổ. Nhưng mà có mật không? Không có. Ngày nào cũng đi tìm như này à? Thế mà. Hôm nào được mật thì lấy cho em nhé. Vâng. Đây là ong ở đây à? Ông nhà á? Bắt về để nuôi á? Nuôi được mà. Nuôi được mấy tháng thì nó lại bay đi à? Nó đùa bàn thá đấy. Được 3 tháng là bay đi. Nuôi thì... cho cái gì ăn? Nó là bàn thá thì hết màn. Mua đi nuôi thì cho cái gì ăn? Không cho rồi. Không cho gì ăn á? À? Tưởng là cho cái gì ăn chứ? Không cho rồi. Nó đi ăn cái gì? Nó đi ăn phan. Hả? Có cái phan mà. Ăn hoa á? Hả? Đây là anh em người Mông. À, cà lao. À, dân tộc cà lao nhỉ. Ô, Trình mua cái đấy à Trình? Mua nấu canh. Mua nấu canh á? Ôi rồi xem có mật không? Để anh xem, anh thử một tí xem nào. Để anh thử một tí xem nào. Ăn thử một tí xem cho nó khỏi ốm. Mày đang ốm này. Đây, mật đây. Mật đây này. Đấy. Đấy, mật này. À. Đây. Mật đây các bác. Tê răng lắm. Mình có tay bắt à? Bắt tay thôi. Riêng cháu nông nói rồi, mật rừng
của cháu anh ông là đều là đi bắt cái ong rừng như này này các bác. Nếu ong rừng các bác ăn là các bác biết mật rừng là ăn nó sẽ bị tê cái cổ họng này và bị tê lưới mới phải nhá, là rất là thơm. Ong rừng là không phải cái gì. Đúng rồi, là rất là thơm. Đi xa nhỉ? Đi mấy chỗ rồi? Là ăn rất là he nhé, riêng ong rừng nhé các bác. Thế là hai anh ngày nào cũng đi tìm à? Hôm nay tìm được mấy tổ? 4 tổ nhưng mà không có mật à? Không có. Hả? Bắt là 2 tổ, có 2 tổ nó mang. Hôm nào được báo em nhé, đừng mật đấy. Cháu Nông xin phép được giới thiệu với các cô các bác là cháu Nông có bán các mặt hàng ở trên cái gian hàng nhỏ nhỏ của cháu Nông. Thì ngoài cái chè nhâm trần, chè dây, giả cổ lam, cỏ máu, cà gai leo, chè hồng sâm, khổ qua rừng, nấm hương, nấm ngọc cẩu, cây mật gấu, cây thìa canh và măng dối, mật ong rừng, mật ong bạc hà. Như thế cháu ông có bán thêm là nấm linh chi. Đây nấm linh chi đây. Nấm linh chi là một túi như này. Nấm rất là vàng, rất là đẹp. Đây các bác, đấy nấm rất là đẹp này. Đấy. Tiếp thì cháu nông có bán quả táo mèo khô. Táo mèo là các bác mang về để ngâm rượu uống. Tiếp là cháu nông có bán thêm là rocket 1 giờ. Đây rocket 1 giờ là thảo dược tự nhiên, khẳng định bản lĩnh phái mạnh của nam giới nhá, mạnh gân cốt. Ở trong này bao gồm có các thành phần như sau: lá dâm dương hoắc, nhục thung dung, kỳ tử, táo đỏ, đông trùng hạ thảo, nấm ngọc cẩu, mũ tần, đẳng sâm, sâm cau, lộc nhung, ba kích tím, đỗ trọng, cam thảo, nhân sâm, bạch tật lê. Cách dùng là một thang, cân đây là một gói, đây là một thang nhé, một thang với 15 lít rượu, ngâm 15 lít rượu, uống là 1 đến 2 ly mỗi bữa ăn. Đối tượng sử dụng là nam giới từ 18 tuổi trở lên. Tiếp là anh ông có bán cây lá gút, thuốc chữa gút và cây thuốc ngủ nữa và thuốc xương khớp. Cháu anh ông vừa giới thiệu với các bác các mặt hàng ở trên gian hàng nhỏ nhỏ của cháu anh ông, thì cũng mong là các bác đi qua kênh ủng hộ kênh. Bác nào muốn sử dụng mặt hàng nào thì các bác liên hệ với số điện thoại 0326 628 386 để mua hàng ủng hộ cháu anh ông, thì cháu anh ông có kinh phí tiếp tục trên con đường thiện nguyện để giúp các hoàn cảnh bất hạnh đang chờ đợi phía trước. Cháu anh ông xin cảm ơn các bác đã ủng hộ. Xin mời các bác tiếp tục theo dõi video.